Nguyên đâu rồi Nguyên? Không chơi hả? Chơi, gắn xe vô. Chơi. Con chạy lên dốc coi. Tới con chứ gắn xe vô. Con chạy xe điện thoại dốc sao ơi, lấy xe cho. Ừ. Chạy xe lên dốc coi. Xe đẩy hả? Người chạy 3 lần. Ai chạy không lên búng lỗ tai. Không thể bể luôn cái đó bây giờ đúng không Yên? Dạ. Bể luôn rồi. Nghỉ chơi luôn. Chơi được mà. Chơi lại xíu. Rồi, không chơi ba chơi mình nha. Chơi. Góc nghiêng, 90 độ. Không chơi ba chơi mình. Mình chơi không nè. Hay chưa? Tới con. Không lên Nguyên ơi. Rồi, chạy xe này, tôi chạy xe này nè. Rồi, chạy 3 lần hả? Ừ. 1 lần. 2 lần. À, chơi anh Giang chơi đẩy hả? Chơi lại. Chơi không có liền vậy, đừng nó chạy lên chứ không chơi liền. Rồi, 3 lần rồi nha. Ừ. Một lần. Một lần rồi. Hai. Không có bị tuột chưa, bị tuột hay gì Nguyên ơi, tuột kẹt kẹt hoài Nguyên. Tại xe vậy đó. Hai lần. Ba lần. Tuột luôn rồi. Vô. Chụp ngốc, chạy lui á. Có gì vậy? Ủa gì cha? Chạy không lên kìa, đừng đẩy mạnh quá, tụt nhông. Ở cha cha cái này. Ôi nhớ. Ừ. Ta thử coi. Này cái lò xo, hai lò xo bên đây nè. Hai lò xo. Nè cái lò xo này nhúng à. Ừ. Cái lò xo này nhúng à. Có một lần hả? Ngọt bằng này đó. Nó xuống. Có lên đường đông quay xuống rồi đó. Hai lần. Nó xuống nữa hay không? Chạy xuống. Ủa? Ba lần rồi. Ủa có hai lần à? Chạy anh Giang hả? Vậy con có ba lần rồi đó. Hải có hai lần à. Ngồi tiếp đi. Ba lần. Có lên đường đâu. Tránh ra. Đi chơi. Sao tụt hoài vậy? Một lần. Hai lần. Ra luôn. Ba lần. Đưa xe tặng xe này nữa cho. Xe con đẩy sao chơi được? Này chơi tự nó chạy lên mới hay được. Ủa bà, còn một lần hả? Ừ. Đưa lỗ tai đây. Vậy. Ta lên một lần đó. Này. Ồ hay ta. Trang Giang là bốn lỗ tai à. Nghe ba lần không lên được. Tránh ra. Chích một bên. Nhưng mà xuống được gì á. Mười nhưng mà. Đó. Ủa ba lần hả? Hai lần rồi cưng. Vậy hả? Có hai lần nha. Ghê hả?
đưa tay đây, ăn vàng hả cưng? Thế con một là quên lộn nha, một là trang giang và đẩy tốt ở trên luôn. Đẩy gì? Đẩy đâu? Hai, một lần hả? Ừ. Thằng ơi. Hai lần. Cao lắm thằng này. Ừ. Phải không? Không biết, đông lắm. Mày phát trực tiếp à? Ừ. Kẹt lắm, không có đi được nữa. Kẹt ba luôn. Lần. Dạ đúng. Một lần. Hai lần. Mạnh mày. Thôi chưa? Thôi làm lại đây. Tại vì nó dậy xuống đi cha. Dậy xuống nào nào có quậy cua chân cha. Rồi. Thích ghé. Một lần. Một lần là luôn. Lấy giùm coi. Luôn mày búng xịn lỗ tai luôn mọi người ơi. Ba lần đó, tuột xuống, đưa đây, đưa lỗ tai đây, hai lần. Con một lần, hai lần. Nhỏ nhất thôi. Ba lần không lên, tránh ra. Tránh ra. Ghê chưa? Ghê ơi, hồi nãy cái tay cây chúng nè. Xạo, tao gặm này có lên tới đó đâu. Đừng khó. Thô đi. Tránh ra, trên gian hả? Thô đi. Này, cái đưa lưỡi tay đây. 1, 2. Đưa búng cái đầu cho. Hay rồi ơi. Hay, ghê thiệt. Rồi. Chết gà. Lui ra sao nữa? Ba lần. Hai cái. Cái gì? Hai cái nó quay xuống rồi nè. Ây da, ây da. Gì chứ? Đến gần bên. Ba nè. Nhìn anh chạy đeo chạy lên nè. Đấy, quay xuống nữa rồi. Rồi quay xuống hoài vậy. Còn một vòng đó. Quay lên. Hai, một vòng. Một cái nè. Có. Nè. Một. Một cái. Một cái. Hai cái. Hai cái. Ba cái. Rồi gồng lên. Tránh ra. Chơi tài tử. Tụt nữa, ôi mạnh quá mà tụt. Ghê chưa. Lụm. Cha, đi ra nè cha. Đi ra cho nó hạ xuống. Một lần rồi. Đưa đây. Rồi. Ghê thiệt. Một lần. Hai vòng. Hai lần. Búng này xưng lỗ tai luôn rồi. Quên đó. 1, 2, 3. Nhẹ thôi, búng mạnh nào.
ชิงลูกตายลูกนะกันไงกันเหนียวกันวะเงาด้านขมอมลงอ่ะบอกเน็ตโย่ไว้ดาวลงแกเจอhông kia lần lại hại con ông con ba lần nè còn bốn cha ba lần nè trời luôn hai lần gì hai lần chứ bốn mà ba ba lần mới chạy hai lần hả dạ còn lần nữa ba một hai nè nè nhảy xuống gì nãy quậy lên đây à nó nhảy xuống rồi chưa còn làm nữa xuống luôn rồi tránh gà tới anh tránh gà ngọt gà xuống rồi không có một lần rồi không lên trên một lần hai lần ba lần ai quậy nha quậy đó con một lần nghe lọt đâu không dớt kìa hai lần ghê thiệt quay ngược lại lũ mèo sao mày nhả xuống ủa con hai lần hai lần ba lần một lần một à dạ đây chạy này chạy này chạy bạn đây nè các bạn này nó ra chung em tính gì đó em ôm đại cái quả rồi ơi không nổi rồi đi bộ đưa nổi rồi rồi đi bường đây lại đây chạy lên đây lên đây lên đây lên lên đây phạt nó vậy đó đến không em trời thua luôn không được cái nào hết trơn luôn giờ đãi con sẽ tài tử thua luôn một lần hai lần thua luôn không ăn luôn rồi bắt ấy đi.